thưa các bạn, vậy là chúng ta đã trải qua được 3 vòng thi đầy lôi cuốn và hấp dẫn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi kết quả. Thưa quý vị và các bạn, có thể là vì những cái phần trình diễn của các thí sinh trong đêm nay của chúng ta rất là xuất sắc nên là gây ra một sự bối rối nhất định cho ban giám khảo. Cho đến bây giờ thì trên tay của Hoàng Ánh cũng như là của Tuấn Linh vẫn chưa có được cái kết quả chính thức cuối cùng của chương trình. Và chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa vẻ đẹp của 4 cặp thí sinh nam nữ và 5 thí sinh đơn nữ trong buổi tối ngày hôm nay, được không quý vị? Trước khi đến với phần công bố kết quả thì cho Tuấn Linh xin phép được phỏng vấn một bạn thí sinh đi. Tuấn Linh sẽ xin phỏng vấn thí sinh có số báo danh số 6. Chào bạn. Bạn tên gì ạ? Em tên là Nguyễn Thị Lành. Nguyễn Thị Lành. Nguyễn Thị Lành, bạn thí sinh mang áo số danh 06, Nguyễn Thị Lành. Anh có một câu hỏi gì cho Lành như thế này. Từ đầu chương trình đến giờ thì anh thấy em trình diễn trang phục áo dài cũng rất là đẹp, trình diễn trang phục dạ hội cũng rất là tuyệt vời. Và nếu như trong buổi tối ngày hôm nay em trở thành hoa khôi thì em muốn làm gì đầu tiên? Nếu mà em trở thành hoa khôi thì em xin cảm ơn những người mà theo em từ suốt chương trình, từ đầu chương trình đến giờ. Và cảm ơn những cái chỉ đạo của anh Vũ cũng như các thầy cô khác để ủng hộ cho các thí sinh của em ạ. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bạn Nguyễn Thị Lành. Nhưng đó chỉ là một giả định thôi các bạn ạ. Và bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại với MC nữ của mình để có thể xem được kết quả của trình tối ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần hồi hộp kịch tính trong ngày buổi tối ngày hôm nay thì Hoàng Anh xin phép được phỏng vấn một cặp đôi. Và mình thấy gương mặt của bạn khá là lo lắng đúng không ạ? Và bây giờ thì bạn cảm thấy như thế nào trong buổi tối ngày hôm nay? Vui ạ, và em cảm thấy chương trình rất là bổ ích cho sinh viên. Và nếu như cặp đôi bạn đạt được giải hoa khôi và đạt được giải nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì các bạn sẽ làm gì đầu tiên ạ? Trong cuộc thi ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là vui và tự hào về bản thân mình và tự hào về môi trường mà mình đang học và giảng dạy. Và Hoàng Anh tin rằng là không phải một mình bạn sẽ tự hào về bản thân mà là cả lớp bạn. Bạn sẽ là đại diện của một lớp và cả lớp sẽ rất là tự hào về cặp đôi của các bạn. Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Và Tuấn Linh, hình như là Tuấn Linh thấy Hồng Ánh đã có một danh sách giải thưởng đây rồi ạ. Mời đại diện của các phần thi tài năng bước lên sân khấu ạ, chúng ta sẽ trao giải tài năng trong đêm nay trước. Xin mời các thí sinh thanh lịch của chúng ta lui về phía sau sân khấu một chút ạ. Và chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp chờ đợi kết quả. Và trên tay Hồng Ánh bây giờ đang là kết quả của phần thi tài năng tập thể và cá nhân. Hoàng Anh xin phép được xướng tên những giải cá nhân trước. Đầu tiên xin chúc mừng. Chúc mừng một môn nghệ thuật rất độc đáo trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc mừng thí sinh mang số báo danh 17 đã đạt được giải 3 tài năng của chương trình hôm nay ạ. Tiếp tục tên lớp Trần Anh Tuấn, xin mời bạn bước lên sân khấu ạ. Chúng ta ngày hôm nay đã thuộc về bạn Phan Chí Dũng, số danh 19. Vâng, xin chúc mừng bạn Phan Chí Dũng. Chúng tôi cũng xin mời anh Vũ Hồng Nhật, bí thư đoàn trường Đại học Đông Á lên trao giải cá nhân tài năng cho các bạn đã đạt được giải cao trong ngày hôm nay.
thưởng tiếp theo. Hạng mục trao thưởng tiếp theo sẽ là hạng mục trao thưởng tài năng cho tập thể. Xin chúc mừng số báo danh 21, tiết mục múa giảng viên lớp QV14 A1.1 đã xuất sắc đạt được giải ba trong hạng mục tập thể. Giải nhì của chúng ta ngày hôm nay thuộc về tiết mục múa lung linh sắc Việt của lớp KT14 A1.1. Chúng tôi xin kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Văn Hoàng, hiệu trưởng nhà trường lên trao giải cho các tập thể đã đạt được giải cao trong buổi tối ngày hôm nay. Mặc dù thời tiết của chúng ta đang đổ những cơn mưa nhưng quân công bố kết quả của chúng ta chỉ còn 2 phút nữa thôi. Vì vậy, Hoàng Anh tin rằng tất cả các bạn hãy ở lại đây cùng cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cặp đôi đã đạt được giải ứng xử trong ngày hôm nay, đó là cặp đôi mang số báo danh 10. Lê Văn Khôi và Hờ Nhiêu Hội Đồng, xin mời các bạn tiến về đến trước sân khấu. Và cặp đôi đã đạt được giải 3 trong buổi tối ngày hôm nay, đó là cặp đôi mang áo mang số báo danh 13. Trần Đức Trung và Phạm Thị Minh Nguyên. Vâng, và chỉ còn lại hai cặp đôi là chúng ta sẽ tôi sẽ nhiều người công bố cặp đôi. Và cặp đôi đạt giải nhì trong buổi tối ngày hôm nay, xin chúc mừng cặp đôi mang số báo danh 14, Trần Trung Hiền và Lê Đỗ Thị Quyên. Và như vậy đồng nghĩa với việc cặp đôi đạt giải nhất trong buổi tối ngày hôm nay là cặp đôi mang số báo danh 09, Bùi Phước Hiếu và Văn Thị Diệu. Một nữa xin chúc mừng các bạn rất nhiều. Thank you.
số danh hóa số 2 Nguyễn Thị Ngọc Châu đã trở thành Miss Play của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin công bố giải thưởng Á Khôi 2 thuộc về thí sinh mang số báo danh 07 Hà Sinh đi nhé. Thưa quý vị và các bạn, trước mặt chúng ta đang là hai thí sinh mang số báo danh 06 Nguyễn Thị Lành và số thí sinh mang số báo danh 03 Trần Ngọc Diệp. Và tôi xin kính mời Hoa Khôi 2014 Như Quỳnh lên để công bố luôn giải thưởng cũng như là trao giải của Hoa Khôi của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời chị. Chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin mời các Miss Play, Miss Tài Năng và bạn Á Khôi 2 cùng bước lên đứng ngang bằng với hai bạn và số danh 06 cùng bà của chúng ta. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn đang là năm gương mặt đã xuất sắc nhất trong buổi tối ngày hôm nay để đạt được những kết quả cao. Và một lần nữa xin mời quý vị khán giả cho một tràng vỗ tay để ghi nhận sự cố gắng của các bạn ạ. Chúng tôi xin mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị lên sân khấu để chụp ảnh với các Hoa Khôi của chúng ta.